trong nhà. Chỉ sắt râu bút vô cái lọ gạch đó.
hiểu rồi. Ní 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 cho em lấy một thước phim anh. Này mình làm trong ngò thêm ngò mình làm mấy mấy năm anh? Mới 2 năm. 2 năm mà làm được gì hả? Nếu như em vô em học thì không bao lâu thì làm được như vậy? 4 năm. 4 năm là do tùy theo người đúng không anh? Có nghĩa là người bình thường thì 4 năm, còn người nào học nhanh thì 2 năm hả anh? Dạ giỏi quá ha. Này mình có cái tâm huyết gì đó mình học không, có bí kíp gì không hay là cứ theo học vậy thôi anh? À có để ý. Còn cái gì chỉ tiêu gì khác đã ngồi để ý ra đó mình làm được chứ để ý thì em để ý giỏi rồi đó, thấy gái là đẹp là em để ý à. Phải quan sát kỹ anh em ta làm sao mình một chút. Cái này nó có tự đờ tên nó là gì anh, hay là mình cứ làm theo bản năng thôi? Ý em nói cái ngọn này nó có cái chủ đề gì không, nó có hồn hay có cái tên gì không? Còn cái chậu này mình trồng gì mình bỏ cái chậu trong đây anh, sao cho chặt không lấy ra cho nó rộng mình dễ làm. Chậu này nữa mình trồng cây kiểng bự bonsai cho nó lên hình tập chậu cho nó đẹp cho nó có ra hồn. Cái này là bằng xi măng hả hay là bằng gỗ thiệt? Bằng xi măng. Xi măng, xi măng làm đẹp ha, tỉ mỉ quá. Làm bao lâu thì có thể mà làm được miếng gỗ như bằng chim ăn như vậy anh? Theo anh như gỗ thiệt đi ta. Trời ơi kia.
nghiêng biểu biểu rồi đó. Cây sứ này mai sẽ lên chậu. Yeah.